tập đoàn đèn sửa nhà tắm hang, hàng chục triệu người Việt tin dùng. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn là cách đồng bộ đèn sửa hai bóng âm trần có điều khiển. Việc đầu tiên mà chúng ta cần phải kiểm tra, đấy là kiểm tra điều khiển của đèn còn pin hay không và điều khiển có dùng tốt hay không. Đấy là khi chúng ta bấm các nút chức năng ở trên đèn thì đèn báo ở đây sẽ báo đỏ, bấm một lần sẽ nháy một lần. Và các bạn phải lưu ý, khi chúng ta bấm một lần mà đèn hiệu ở đây báo 3 lần yếu ớt, có nghĩa là pin sắp hết và như vậy chúng ta cũng không đồng bộ được. Sau khi chúng ta kiểm tra điều khiển vẫn sử dụng được thì chúng ta sẽ kiểm tra phần bộ nhận ở trên thân đèn. Đấy là bằng cách đầu tiên là chúng ta sẽ ngắt nguồn điện cấp vào đèn đi. Đợi khoảng 20 giây, chúng ta bật lại. Bộ nhận tín hiệu sẽ báo một tiếng bíp thì chúng ta phải ấn ngay nút X1. Bộ nhận đã báo 2 tiếng bíp, như vậy là chúng ta đã reset thành công và đồng bộ thành công, chúng ta sẽ sử dụng được bình thường. Như vậy chúng ta đã đồng bộ thành công dòng đèn sửa hai bóng âm trần có điều khiển. Tập đoàn đèn sửa nhà tắm